Tôi tên là Bùi Tình, 74 tuổi. Dạ. Tôi bị tê môi. Dạ. Bên trái. Dạ. Tê bên trên và bên dưới. Cái lưỡi tôi cũng bị tê đắng. Dạ. Và đã 3 năm nay tôi không ăn được cơm. Dạ. Tôi chỉ ăn những chất lỏng như là cháo hay là bún hay là đại khái. Được. Tôi có thể nhai được, tôi nói chuyện bình thường. Dạ. Tôi đã đi scanner 2-3 lần rồi. Dạ. Tôi cũng có đi nhà thương. Dạ. Họ cũng chạy điện ở trên má gì mà cũng không có kết quả gì. Dạ. Khoảng 3 năm nay. Dạ. Nó hơi tê tê môi, môi trên, môi dưới. Môi trên, môi dưới. Và cái lưỡi nó cũng bị đắng nữa. Lấy bên trái, bên trái tôi thấy nó cứ thường trực, nó bị tê tê. Không, nhưng có thể tôi uống thuốc diabetes mà nó có những cái Efficiguda đấy. Tôi uống thuốc thì thường thường cũng bình thường, nếu uống thuốc thì nó khoảng độ 100 hay là 95. Bác sĩ nói là nếu mà dưới 101 thì không sao. Tôi cũng mẫu glycemin thì thường thường nó ở cái mức trung bình, nó chưa đến nỗi để passe quá để mà cái nên nó phải đậm, nó ghi đậm. Sau khi chị ấy cái ấn những cái mạch ở trên mặt tôi ấy, thì tự nhiên tôi thấy là trong nó có vẻ nhẹ nhàng hơn trước. Thế là anh tốt lắm, thấy ngon. Tôi sau khi nhà anh Maurice chữa thì tôi cảm thấy mình là tôi nhận được ăn thấy ngon. Trước giờ tôi chưa bao giờ tôi ăn cơm không mà hay là ăn xôi thì tôi ngán lắm. Nhưng mà bây giờ tôi ăn tôi thấy được, mặc dù trưa nay tôi đã ăn rất no, rất no ở nhà người khác. Đây học. Thấy nhà nhà, tôi thấy nhà anh, tôi thấy khỏe, khỏe hơn. Tôi không ngán cơm nữa. Dạ. Tôi rất là ngán, nhưng bây giờ hết ngán rồi. Tôi hết ngán. Rồi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu.